Hello cả nhà, chào cả nhà. Bữa nay thứ bảy ở bên Mỹ, mình đang làm ở chỗ cái Nissan, cái hãng dealership ở cả nhà. Thì mình chiếc xe này, xe điện này mới ra năm nay là 2023, thì mình muốn quay chiếc xe điện này cho cả nhà xem ở bên Mỹ, với Việt Nam, với thế giới. Hy vọng cả nhà thích cái video này, xe điện nha, 100% xe điện nha cả nhà. Nó kêu bằng Nissan Ariya. Thì bây giờ mình sẽ chiếu chiếc xe này cho cả nhà xem ở Việt Nam, ở Mỹ, Canada, tất cả ở thế giới. Cảm ơn cả nhà. Nè cả nhà ơi, xe này xe 2023, xe điện là 100% nè cả nhà. Rất là đẹp, rất là hấp dẫn nè. Nó ăn tiền 2023. Đó, thấy không? Đẹp lắm cả nhà ơi. Nè, ở đây nữa nè. À, rất là đẹp nha. Mình mở ngoài cái xe sau này, cái xe nó chạy lên cả nhà, thấy không? Nó tự động á. Ở ngoài sau này cái trunk nó rất là rộng, rất là lớn nha. Rồi cả nhà coi ở trong, ở ngoài sau này để giấu đồ á, để bóp hay để cái gì cũng được. À, thấy không? Có thảm nữa cả nhà. Rồi cái mình bấm cái này nó đóng lại, cửa đóng lại. Có camera nữa nè nha cả nhà. À, thấy không? Cái đèn nó rất là đẹp nha, cái đèn LED xài mấy chục năm cũng không có đứt cả nhà. Nó kêu bằng Ariya and then invoice. Nó kêu bằng invoice. Thì chiếc xe này là bằng điện 100% nha. Không có thua Lexus, không có thua Toyota đâu cả nhà. Rồi với Tesla. Kệ nó rất là đẹp, rất là ăn cái tiền. Thấy không? Anh cả nhà thấy không? Rồi cái này là nó kêu bằng 2022 Nissan 2023 Ariya Invoice. Là cái nó chạy được 289 mile là cũng như nếu mà cả nhà đi La Pagat hay gì nó chạy thẳng luôn, gặp La Pagat luôn, không cần ngừng. Đó, cái này là cái sticker này cả nhà, thấy không? Rồi chiếu cho cả nhà trong chiếc xe này xem luôn. Đó, trong này rất là đẹp nha, xe điện á cả nhà. 100% xe điện á, thấy không? Rất là đẹp nha, cái kiến này cả nhà. Đó, thấy không? Kiến thẳng luôn. Rồi cái trong này là đằng trước, thấy không? Có ghế tự động, rồi ở đây nó có cái đồ chạy ghế lui nè, thấy không? Rồi cái này cái tay lái nè cả nhà. Cái tay lái nè, thấy không? Tay lái rất là đẹp. Đó. Cái kiến nè. Rồi đồ bấm nổ máy nè cả nhà. Rồi cái tự động ở đây, thấy không? Đây bằng gỗ nha cả nhà. Cái kiến này rất là đẹp nha. Đó, nó có Bluetooth, nó có đầy đủ hết. Có bản đồ luôn cả nhà. Cái này là bằng gỗ. Mình có cái này bằng gỗ nè, mình sử dụng ở đây luôn. Rồi ở đây là cái chạc điện thoại. Cái này đập bỏ nước, thấy không? Nước rất là đẹp nha. Cho cả nhà xem luôn. Ở đây nó có sunroof nè cả nhà. Thấy không? Có sunroof, là cái ghế này là ghế da nha cả nhà. Đó, thấy không? Cho cả nhà xem luôn. Hi, you been help? No, we're looking for somebody. Ok, cái này là ghế về sau. Ghế về sau nè cả nhà. Về sau này có máy lạnh nè, có tất cả hết luôn, máy nóng nữa, thấy không? Rất là rộng cả nhà, thấy không? Cái này là cái bánh xe. Này có cái này nó phù cái kiến luôn. Kiến luôn. Thấy không? Ở đây là có cái side mirror, có camera luôn này cả nhà. Thấy không? Cái kiến nó vậy nè. Nó có blind spot nữa, thấy không? And then we'll explore color options.
Cái này là 100% bằng điện nha cả nhà. Bằng điện nè ha, sạc bằng điện á, 100% nha. Không thì cái này là tự động khóa với tự động mở nha cả nhà, thấy không? À, thấy không? Rồi mình mở cho cả nhà coi ở bên này. Ở bên này thấy không? Nó rất là đẹp nha, thấy không? Nó một kiến luôn, thấy không? Có bản đồ, có đầy đủ hết. Ghế này cũng tự động luôn. Ở đây cũng rất là đẹp nha cả nhà. Cái này rất là đẹp nha. Bằng da hết. Cái này coi nè cả nhà, rất là đẹp nha, thấy không? Cái này là cái đuôi nè, rất là đẹp nha, cái kiểu thấy không? Có kiến đây nè,